đi tới mấy cái cây chọt sim các bạn nha. Mưa cũng đã lâu, bây giờ mấy khui nè, 27 tháng 3, 31.900 mấy đồng cho 32.000 đi, 3 cây, 32 cho 33 tính trung bình 10, 11.000 cây. Cái này chắc cũng không cần phải dùng dao gọc nhé, xé thôi bạn ha. Mắm ghim thôi mà. Khá là kỹ các bạn nha. Mình chưa biết nằm đâu luôn ạ. Đấy. Sim. Quảng cáo sim nữa ta. Mình mua cái cây dọc sim quảng cáo sim luôn. Dữ. Rồi, cái này của lát tay mắt thì phải phải không? Dầu mắt. Của dầu mắt. Cũng chuyên bán sim. Cái shop này cũng chuyên bán sim các bạn nha. Các bạn có rỗi chúng ta vô tham khảo. Đây, ba cây dọc sim. Rồi, mình khui thử vài cái cho các bạn xem. Đây. Đây, ta giọt thử nha. Rồi, ok. Wow, ok các bạn ha. Để thẻ hay ghi trong này không hay luôn nè. Đây, rồi một cái. Thử iPhone 4S này coi. Đây, bật cái ra liền luôn ha. Rồi, thử nè. Tiếp nè. Cây này xài rất là êm luôn nha. Bạn nào mà có bán đường á. Ê, trời ơi, cái sim tôi để trong này không ơi. Lúc trước tôi tưởng mắc cái tôi đi làm lại cái sim bó tay tôi luôn. Lúc trước mình tưởng mắc cái sim mà, mình đi làm lại cái sim bó tay mình luôn á. May không biết trong này nó còn danh bạ không, để mình cái ảnh mình coi thế coi. Mặc dù làm lại sim nhưng mà cái trong danh bạ có khả năng nó còn á bạn nha. Nó chỉ không có sống thôi. Tiền thì cũng không có, nhưng mà đi còn cái dữ liệu của sim, ví dụ chúng ta lưu cái gì trong đó thì nó còn đó. Danh bạ này kia chúng ta lưu á. Cho nó có bộ nhớ điểm á mà. Rồi ok. Nhờ khui cái đồ chọn sim mà tìm lại được cái sim mà cũng không sử dụng được, mình làm lại cái sim mới rồi. À, thu thập được hai món rồi, cũng không có gì đặc biệt nhiều các bạn ha. Cái này thì nó có tác dụng nữa là chúng ta dùng để chọt mấy cái bình đường các bạn. Mình làm siêu thị á, lấy cái này nè, cầm mình chọt mấy bình đường nó lủng cho nó, mình bóp cho nó mềm, cho nó sắp ship cho nó gọn đẹp đó. Rồi, thì tùy các bạn thôi, tùy các bạn, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy gì hay chúng ta chế thêm ha. Cũng có như đây thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.